giờ cùng đến với bước phủ phấn thôi. Và phần phấn mắt hôm nay thì mình sẽ sử dụng một màu nâu để tạo hốc. Sau khi xem lại ảnh thì mình không biết tại sao mà ngày xưa mọi người mắt lại sâu như vậy, nên là phần hốc mắt sẽ rất rõ. Tiếp theo thì đánh luôn cả phần viền mí mắt dưới màu nâu nhé. Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu nâu đậm hơn để nhấn vào đôi mắt. Sau đó sẽ dùng một màu nhũ ánh vàng tan đậm từ đầu mắt đến đuôi mắt. Và bây giờ thì mình chỉ cần dùng màu nhũ sáng highlight cho cả khuôn mặt thôi. Ngày xưa theo mình thấy thì mọi người kẻ mắt sẽ bo viền rất đậm, như vậy làm đôi mắt trở nên sắc sảo hơn. Nhưng cũng vì vậy đôi mắt của bạn sẽ trông nhỏ hơn mọi khi. Mình cũng không biết là có giống 100% không, nhưng mà nhìn qua ảnh thì mình nghĩ chắc là cũng chuẩn 80%. Và bây giờ chỉ cần kẹp mi, sau đó chuốt mi là đôi mắt đã hoàn thành rồi. Màu son hôm nay mình chọn là màu tím hồng, nhưng mà chất son của mình thì khá là khô, không được bóng như là các loại son ngày xưa, vậy nên mình sẽ sử dụng thêm một lớp son bóng nữa. Ta-da! Vậy là make up ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Kết quả như vậy chắc cũng giống được 80% rồi đúng không? Nếu các bạn thích video lần này thì hãy like và share cho Pate nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye!